Vâng, trong video tiếp theo ở nhà anh Mạnh Cảnh Tiên, Sâu Công Thái Nguyên, tôi sẽ quay một cái video. Cái cây này anh Mạnh anh đang làm. Tôi sẽ quay cái cây mà anh làm. Tôi sẽ đi qua một lượt cái khuôn viên này. Đây là ngôi nhà thứ hai của anh ấy. Đây là một tác phẩm xanh quê, có phần thân rất dị. Tác phẩm Long Ẩn. Long Ẩn. Rất quái dị. Cây rất lớn, được ký trên một khối đá lớn. Hòn đá nguyên bản. Khối đá lớn nhỉ? Hòn đá nguyên bản. Nguyên khối hả anh? Nguyên khối. Úi giời, lớn thế. Đây quý vị xem cái phần rễ chuyển màu tím. Đường thân quằn quại. Đây có một cái rễ gồng ra, méo mó. Cây này có lâu chưa anh? Cây này cũng sở hữu lâu rồi. Long Ẩn. Đây là một góc quay khác của cái cây xanh quê này. Đây là dòng xanh quê lá to, thân nạc, lá cứng và dày bóng. Xanh quê Thái Nguyên. Phần thân rất dị. Đây quý vị xem cái phần thân. Cây gấp khúc. Lá này là lá gì hả mày? Bối nhá. Bối. Vâng. Cây bối. Lá dạ trong nhìn là lạ. Cây gốc bướm này. Mai sau này mai đi nó mới thích. Cổ quá. Cổ quá. Ngoài chơi cái này ngoài này ngồi cây tiếng vàng đấy. Cái này có nguyên lá của nó mới đẹp. Vâng. Cái đừng có cấy ghép vào đây nó mất giá trị của nó. Cây nó chơi nguyên bản. Quấy. Alo. Đây đây. Đây này. Nó quay. Có phải cứ 5 điền mà có tiền. Nhiều xanh quê nó rất nhiều tiền. Nhiều dòng xanh quê quý lắm anh. Dòng xanh quê nó vẫn là đứng trong top 1. Cây xanh này cháu theo đuổi bao năm rồi lấy được. Thật ra là okay. Theo đuổi năm 2000. Qua mấy chủ cuối cùng cháu lại sở hữu được. Cái vấn đề là lúc mua được rất là sướng. Vấn đề là giữ được, vẫn giữ được nguyên nguyên cây. Đường thân nó rất là quái dị. Vị nó đập cây. Vâng, quý vị nhìn xem. Dị dáng. Quằn quại. Thank you.
tôi quay ngược lên bị phản ánh sáng bầu trời nó sẽ tối. Vâng, tôi lấy toàn cảnh từ xa cây này. Rất đẹp. Tôi sẽ chuyển sang một cây khác để quay cho quý vị xem. Trước mặt quý vị là một cây khế. Một cây khế dáng siêu. Côn cây có phần bệ rất lớn và già. Thân cây thì độ lắc dẻo. Cây đang được tạo bông tán. Và đã có trái ra như thế kia. Tôi sẽ đến quay gần cái cây này. Vâng. Rêu phong. Rêu lên tự nhiên đẹp nhỉ anh. Trên này đỏ au rồi. Vâng. Tiền đấy còn đổi một con xanh con giang lúc mua của nó là mấy trăm, không tư không biết cái này là chính là nó thành ra mấy trăm, mấy trăm không tư nó có 400 mấy trăm mấy 400 mốt 21 con hai lầu còn 403 cây kia nó mua ở thằng Lào. Cái phần bệ già méo. À, cái này cũng thái quên. Cái này mạnh mạnh như vậy thì ấy nó đưa đi. Quả ấy, cây đấy... Cây đấy dưới xuôi. Vâng, rất đẹp. Cây kia nó còn lai. Cây kia nó còn sáng hơn rồi. Là phá như phá sửa quá cọc quá phá cái sau cây như vậy. Đây là một cây phôi đang nuôi tay bông để tạo cành. Cây này đã bị phá thế ra nhưng mà có bộ bệ rất là to ký trên một khối đá. Cây rất già. Tôi đã nhìn thấy một cây tùng cối có cái thân rất dị. Đây cũng là một trong những dị cây. Tôi sẽ quay vào điểm nhấn của cây này cho quý vị xem. Vâng, cây già méo. Bẹt dẹt. Thân méo bẹt. Và đây cũng là một cây phôi. Cây này được mua về cắt phá ra để tạo một thế mới. Đặc biệt cây này có một cái bộ bệ rất lớn đã tràn cái chậu cũ rồi. Cây rất già. Đây là mặt đối diện của cây phôi này. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất từ chương trình. Và hãy comment bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.